Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc ngày hôm nay tiếp tục điều động nhân lực cũng như các phương tiện cần thiết để tiếp cận chiếc phà bị chìm. Tuy nhiên, Trung tâm Quản lý Khẩn cấp thành phố Ansan, một đơn vị vừa được thành lập ngay sau khi xảy ra vụ chìm phà cho biết, hoạt động cứu hộ sẽ phải kéo dài hàng tháng, trong khi cơ hội sống sót của những người đang mất tích không cao. Chúng tôi không dám chắc sẽ phải mất bao lâu mới có thể hoàn thành công tác cứu hộ, song các chuyên gia cho rằng sẽ phải mất từ 1 đến 2 tháng cho việc này, và đối với những người còn mất tích, cơ hội sống sót là rất thấp. Còn vào sáng sớm ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ đã phát hiện được những thi thể đầu tiên mắc kẹt bên trong khoang hành khách. Những thi thể này được các thợ lặn phát hiện bằng mắt thường trên tầng thứ tư của chiếc phà. Một thợ lặn đã phát hiện ra thi thể của 3 người qua một cửa sổ gần khoang hành khách trên tầng thứ tư của chiếc phà lúc 5 giờ 50 phút sáng ngày 19 tháng 4. Hiện mới chỉ có 2 trong tổng số 500 thợ lặn tiếp cận được với các khoang hành khách. Ước tính có khoảng 87 hành khách đã có mặt tại cabin tầng 3, hơn 300 người ở tầng 4 và 7 người ở tầng 5. Trước đó, chiến dịch tìm kiếm đã bị hoãn lại từ 11 giờ 30 phút đêm 18 tháng 4 đến 4 giờ sáng ngày 19 tháng 4 theo giờ địa phương do dòng hải lưu mạnh và sóng lớn. Công tác cứu hộ trong ngày hôm nay cũng gặp không ít khó khăn do tốc độ gió tại khu vực này khá cao. Trong khi đó, nỗi đau mất người thân vẫn đang đè nặng lên tâm can thân nhân các nạn nhân vụ chìm phà. Tôi thất vọng và nản lòng bởi hoạt động cứu hộ diễn ra quá chậm. Họ đã xuống đó 4 ngày nhưng chẳng có tiến triển gì. Chúng tôi, những người làm cha, làm mẹ, cũng đang chết đứng tại đây. Lòng chúng tôi như lửa đốt, nhưng đứa trẻ vẫn đang phải ngâm mình trong nước lạnh. Giá mà có thể đảo ngược được thời gian. Bên cạnh công tác cứu hộ, hiện chính quyền Hàn Quốc cũng đang tập trung các nỗ lực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thuyền trưởng của chiếc phà là ông Lee Jun-seop đã bị bắt vào sáng sớm hôm nay để phục vụ điều tra.